Trọng kính Đức Cha Giuse, kính thưa Cha Tổng đại diện Ignacio, kính thưa Cha Hạt trưởng Hạt Sớm Chiếu, Cha Hạt trưởng Hạt Tân Sơn Nhì, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Hôm nay là một ngày hồng phúc và đầy vinh dự cho giáo xứ nhỏ bé của chúng con. Con nhớ cách đây đúng một năm về trước, chúng con cũng được vinh dự chào đón Đức Cha về nơi đây để công bố sắc lệnh cho giáo điểm An Thế Đông lên hàng giáo xứ thứ 204 thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn. Và Đức Cha đã ưu ái tiến cử ba vị linh mục nhiệt huyết, nhiệt thành là Cha Sở Martino, Cha Phó Giuse Maria, Cha Phó Vero đến giáo xứ chúng con. Với lòng nhiệt thành và sự nhiệt huyết ấy, các cha đã giúp giáo xứ chúng con mang đến một khởi sắc mới, đưa đời sống đức tin của chúng con ngày càng một vững vàng hơn, mọi người yêu mến Chúa nhiều hơn và tham dự thánh lễ nhiệt huyết và hăng say hơn. Hôm nay, trong niềm hân hoan chào đón cho tân sở mới, chúng con xin cảm ơn Đức Cha, nguyện Chúa nhân lành giúp sức cho Đức Cha trong mọi công việc, mọi hành trình mà Chúa đã giao phó cho Đức Cha. Nguyện Chúa tuôn đổ dư tràn hồng ân trên Đức Cha. Và chúng con cũng xin tri ân Cha Sở Martino, trong một năm qua, dù cha quản nhiệm hai giáo xứ cùng một lúc, gặp khó khăn cách trở về địa lý, nhưng cha vẫn thường xuyên đến và dâng lễ cùng với chúng con. Cha luôn luôn lắng nghe, chia sẻ, giúp đỡ giáo điểm giáo xứ chúng con rất nhiều. Sự hy sinh của cha, chúng con không có gì, chỉ biết ghi ơn công lớn to lớn đó của cha. Và hôm nay, giáo xứ chúng con rất hân hoan chào đón cha tân sở mới, Cha Giuse. Và chúng con cũng xin thân thưa với cha rằng, khi cha đón nhận sứ vụ về với giáo xứ chúng con là cả một sự hy sinh to lớn. Khi cha đến với chúng con không giống như những giáo xứ khác. Giáo xứ chúng con rất nhỏ bé, được sinh sao đẻ muộn. Giáo xứ chúng con chưa có các tổ chức đoàn thể hoàn chỉnh và còn thiếu thốn khó khăn mọi bề. Giáo xứ chúng con với số giáo dân ít ỏi chưa đến 400 người, trong đó 99% là người tân tòng. Niềm tin của họ còn rất mỏng giòn và yếu đuối. Nên chúng con nguyện xin cha quảng đại yêu thương và dạy dỗ chúng con nhiều hơn, để chúng con ngày càng xứng đáng trở thành người Kitô hữu, làm chứng cho Chúa trước mặt anh chị em, và để những anh chị em xung quanh chúng con thông qua chúng con nhận biết Chúa, yêu Chúa và muốn trở thành con cái của Chúa. Và nguyện xin Chúa nhân lành tuôn đổ hồng ân trên cha, ban sức cho cha, để cha dìu dắt giáo xứ chúng con vững vàng bước đi trong niềm cậy trông vào Chúa. Một lần nữa chúng con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Cha, quý cha, và xin Đức Cha, quý cha cầu nguyện thêm cho giáo xứ chúng con. Và chúng con không có gì hơn ngoài lẵng hoa tươi thắm, thay cho lòng thành kính, xin kính dâng lên cho Đức Cha. Giáo xứ chúng con cũng không biết cảm ơn nguyên cha Sở Martino như thế nào, chỉ có vòng hoa tươi thắm thay cho lời tri ân chân thành chúng con xin dâng lên cha. Và giáo xứ chúng con cũng hân hoan chào đón cha Sở mới, đó là cha Giuse, bằng lẵng hoa tươi thắm ạ.